Chương trình tối hôm nay gồm có Nga chuyển lực lượng đến Kursk trong toàn tính của Ukraine Đại tá Zdanov dự đoán thị trấn Pokrovsk là tử địa của Nga Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga vượt qua Trung Quốc Iran hành quyết 87 tù nhân trong một tháng Hoa Kiều bác bỏ báo cáo sai sự thật của New York Times Đài Loan tương kế tiệu kế chống thông tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự cai trị của ông Kim Jong-un dẫn đến làn sóng đào tẩu lớn nhất. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 Giây Tinh Hoa vào thứ Sáu ngày 23 tháng 8. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối an lành. Sau đây là những bản tin trong ngày Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrei Yamak đã thông báo rằng Thủ tướng của Ấn Độ, ông Narendra Modi đang có chuyến thăm chính thức tới Ukraine vào hôm nay. Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Yamak đã cho biết ông coi chuyến thăm này là rất quan trọng, đặc biệt khi nó diễn ra trong thời chiến. Ông cũng nói thêm, ông tin rằng cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Zelensky sẽ rất hữu ích và sẽ có một số kết quả rất cụ thể. Theo trang tin Ukraineform Form đã đưa tin, trong cuộc họp báo với thủ tướng của Ba Lan, ông Donald Tusk tại Warsaw vào ngày 22 tháng 8, thủ tướng của Ấn Độ đã cho biết Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thân thiện khác để cung cấp nhiều hỗ trợ nhất có thể cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình nhằm khôi phục hòa bình tại Ukraine. Chuyến đi của ông Modi tới Kyiv dù sao cũng có ý nghĩa quan trọng bởi vì trong thời kỳ Ukraine độc lập, các nhà lãnh đạo Ấn Độ chưa từng đến nước này trong nhiều năm qua. Ukraine cũng bỏ quên mối quan hệ với Ấn Độ. Nhưng hiện nay, sau chuyến thăm của ông Modi, giới ngoại giao của Ukraine tin rằng chúng có thể tiến triển tốt hơn trước. Quay trở lại tình hình chiến sự, hiện nay Nga cáo buộc Ukraine vào hôm thứ Sáu đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ban đêm và họ gọi đó là hành động khủng bố hạt nhân. Bộ Quốc phòng của Ukraine đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cáo buộc này. Nhà máy điện hạt nhân nằm ở khu vực Kursk, phía tây của nước Nga, Nơi giao tranh dữ dội đã nổ ra kể từ khi lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công vào ngày mùng 6 tháng 8. Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định trong một cuộc họp của chính phủ: "Hôm nay, kẻ thù đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã được thông báo, họ sẽ hứa cử các chuyên gia đến để đánh giá tình hình." Ông nói và thêm rằng: Tôi hy vọng họ sẽ thực hiện. Trong khi đó, quyền thống đốc của vùng Kursk, ông Alexei Smirnov, đã bảo đảm với Tổng thống Vladimir Putin rằng tình hình tại nhà máy đang ổn định và trong tầm kiểm soát. Đồng thời cũng nói thêm rằng Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất, ông Sergei Kirienko cùng với các nhân viên của cơ quan nguyên tử Nga đã đến thăm cơ sở này vào hôm thứ Năm. Trước đó, người phát ngôn của Cơ quan Hạt nhân Liên Hợp Quốc đã cho biết Tổng thư ký là Rafael Grossi sẽ đến thăm nhà máy điện nguyên tử Kursk vào tuần tới. Ông Grossi trước đó cũng cho biết, ông đã liên lạc trực tiếp với các cơ quan chức năng có liên quan của hai nhà nước và tiếp tục cập nhật thông tin cho cộng đồng quốc tế khi cần thiết. Theo IAEA, nhà máy điện hạt nhân Kursk có 6 tổ máy, 2 tổ máy đã ngừng hoạt động, 2 tổ máy đang hoạt động và 2 tổ máy khác đang được xây dựng. Quay trở lại tình hình mặt trận miền Nam tại bán đảo Crimea, đại úy Dmitry Plintenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine trên đài phát thanh Svoboda cho biết, Chúng tôi có thể xác nhận thông tin rằng phà Konrochadr của Nga đã bị Hải quân Ukraine phá hủy. Phà này là một trong những chuỗi hậu cần quân sự quan trọng nhất của Nga để cung cấp cho lực lượng chiếm đóng, chủ yếu là nhiên liệu và chất bôi trơn. Nhưng tất nhiên nó cũng vận chuyển vũ khí, do đó đây là một mục tiêu hợp pháp. Và theo đó, điều này sẽ làm giảm khả năng tiềm tàng của kẻ thù chống lại chúng ta tại những địa điểm mà chúng ta đang tích cực tham gia vào các cuộc giao tranh. Ông Plitenchuk cũng nói thêm rằng vụ tấn công đã chặn được một phần cảng Kapkaz cho đến khi phà bị hư hỏng được đưa ra khỏi bến. Ông cũng báo cáo hai phà đường sắt khác trong cảng cũng không hoạt động, một phà đang được sửa chữa, còn phà còn lại là bị hư hỏng trước đó. Tại mặt trận Kursk, quân đội Nga đang tiến hành sự chuyển giao đáng kể các đơn vị từ tỉnh Kharkiv của Ukraine tới tỉnh Kursk của Nga. Động thái này sẽ thật sự gây ra một sự xáo trộn lớn trên toàn mặt trận phía Kharkiv khi các lực lượng của Nga phải đối mặt với những thách thức đáng kể tại Kursk, việc tướng Siskỳ sử dụng kế sách tấn công vào Kursk để giảm áp lực cho miền đông của Ukraine, giống như trong binh pháp cổ xưa của tướng Trung Hoa thời Xuân Thu chiến quốc, tìm cách vây nước Ngụy, giảm áp lực để cứu nước Triệu đang bị tấn công đã tỏ ra thành công. Thêm nữa, trang bị không đầy đủ của quân đội Nga vào lúc này cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề cho Nga. Lực lượng quân đội của Liên bang Nga cũng không có khả năng vượt qua một cách hiệu quả các trở ngại như là các con sông và nhiều kênh nông nghiệp ở khu vực Kursk. Nếu không có cầu phao hoặc các phương tiện lội nước thích hợp, người Nga không thể vượt qua dễ dàng để tấn công vào Ukraine. Ngay cả khi có sẵn thiết bị kỹ thuật, việc xây dựng và sửa chữa cầu tạm và cầu vượt có thể tiến triển quá chậm để theo kịp lực lượng phòng thủ của Ukraine. Hơn nữa, Ukraine sẽ chỉ định các mục tiêu ưu tiên cho pháo binh HIMARS. Ngoài ra có thể thiếu cơ sở hạ tầng để thực hiện một cuộc đổ bộ và tấn công thành công. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc di chuyển và tiếp tế của quân đội Nga. Nếu không có năng lực kỹ sư cần thiết, lực lượng Nga sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng các vị trí phòng thủ. Nhìn chung, những khoảng trống về năng lực này sẽ là cản trở đáng kể việc chiếm lại khu vực Kursk và toàn bộ nhiệm vụ sẽ đối mặt với khả năng cao là sẽ bị thất bại. Thưa quý vị, Đại tá dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleg Danov, đã nêu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube nào, đồng thời dự đoán diễn biến các sự kiện ở Pokrovsk, nơi quân Nga đang tiếp cận. Chuyên gia quân sự này cũng cho rằng cuộc tấn công của quân đội Nga có thể kết thúc chính xác ở Pokrovsk. Người Nga đã tăng tốc một chút tốc độ tiến về hướng Pokrovsk, nhưng có hai mốc quan trọng tại đây. Đầu tiên là con sông ở phía trước Minograd và những địa thế trên cao Thứ hai là tuyến phòng thủ phía trước của Pokrovsk được xây dựng từ năm 2015. Điều quan trọng nhất là phòng tuyến này của Ukraine đã sẵn sàng chờ đợi quân đội Nga. Ông nói, họ sẽ mất bao lâu để chiếm Pokrovsk và liệu họ có chiếm được nó hay không vẫn là một câu hỏi rất lớn. Chúng tôi thêm vào đây vấn đề của Nga về các nguồn dự trữ và chúng tôi hiểu rằng nếu Ukraine phải rời Minograd thì Nga sẽ chạm trán với tuyến phòng thủ của Ukraine là Pokrovsk và đây có thể là dấu chấm hết cho các cuộc tấn công của họ. Nhà phân tích quân sự cũng dự đoán, nói thêm rằng, Nga không còn đủ quân ở hướng Toresk, nên các đơn vị đang được điều động đến đó từ Chapsipia. Bên trong hướng hoạt động của Donetsk, Nga bắt đầu điều động lực lượng và các phương tiện nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Ông Zdanov nói thêm, mặc dù theo hướng Toresk, giai đoạn khó khăn nhất đang bắt đầu đối với người Nga họ đang tiến vào các khu dân cư và giao tranh trên đường phố là kiểu chiến đấu khó khăn nhất, đặc biệt là đối với các bên tấn công, ông kết luận. Thưa quý vị, chuyển sang các tin tức tại Ấn Độ. Reuters đưa tin vào hôm thứ Năm, trích dẫn dữ liệu nhập khẩu của cả hai nước là Ấn Độ và Trung Quốc, cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước mua dầu lớn nhất của Nga vào hồi tháng trước. Hãng Reuters cũng nói thêm rằng, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ trong tháng 7 đã đạt mức kỷ lục là 2,07 triệu thùng trong một ngày so với 1,76 triệu thùng trong một ngày sang Trung Quốc. Ấn Độ nhập khẩu dầu thô của Nga nhiều hơn 12% so với năm ngoái, trong khi Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của thế giới, đã nhập khẩu ít hơn 7,4% trong cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm của Trung Quốc được cho là do lợi nhuận của các nhà máy chế biến đã giảm trong khi nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc lại thấp hơn. Cả hai quốc gia này đều được hưởng lợi từ giá dầu giảm của Nga. Sau khi phương Tây đã cấm vận một phần dầu của Nga và các nước G7 áp đặt mức giá trần là 60 đô la một thùng để ứng phó với cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022. Trong khi đó doanh thu từ dầu khí của Nga đã tăng vọt, một dấu hiệu cho thấy khả năng của Moscow trong việc lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đài Reuters cũng trích lời của một người trong ngành giấu tên tại Ấn Độ cho biết, nhu cầu của Ấn Độ đối với dầu mỏ của Nga sẽ tăng lên miễn là các lệnh trừng phạt không tiếp tục được thắt chặt. Hãng thông tấn này cũng cho biết Dầu thô của Nga cũng đạt mức kỷ lục là 44% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ vào hồi tháng 7. Thưa quý vị, sau khi các vụ hành quyết gia tăng kể từ khi tân tổng thống của Iran là Masoud Pezeshkian đắc cử, Iran đã làm dấy lên một nỗi lo ngại về số phận của nhiều nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đang bị giam giữ. Ít nhất có 87 người được báo cáo đã bị hành quyết vào hồi tháng 7, so với 29 người khác bị hành quyết vào một ngày trong tháng này các vụ hành quyết hàng loạt bao gồm Reza Rasayi, -e, một thanh niên bị kết án tử hình do tham gia vào các cuộc biểu tình của phụ nữ. Các tổ chức nhân quyền cũng lo ngại sẽ có thêm các vụ hành quyết trong thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2 năm ngày mất của Massa Amini trong tù và các cuộc biểu tình chưa từng có trên toàn quốc sau đó. Khoảng 70 phụ nữ hiện được báo cáo là bị giam giữ như tù nhân chính trị tại nhà tù Evin khét tiếng của Iran, bao gồm hai người đã bị tuyên án tử hình. Nhà báo người quốc người Iran Pashyan Azizi và kỹ sư công nghiệp kiêm nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ là Sarifeh Mohamandi. Hai nhà hoạt động khác là Varishe Morandi và Nasim Golami Simiari cũng đã bị tuyên án tử hình, nhưng vẫn chưa biết liệu họ đã bị tử hình hay chưa. Trung tâm nhân quyền của Iran là CHRI cho biết nhiều nữ tù nhân chính trị có nguy cơ bị hành quyết dựa trên những cáo buộc giả mạo. Soma Rostami, từ tổ chức nhân quyền Hengo cho biết, rõ ràng với tất cả mọi người rằng mục đích duy nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran đối với các vụ hành quyết là gieo rắc nỗi sợ hãi trong người dân. Đã có rất nhiều áp lực lên các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và đủ mọi hình thức đàn áp đã được thực hiện nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình do phụ nữ lãnh đạo sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, vào tối muộn ngày 15 tháng 8, tờ báo New York Times đã đăng một bài báo về đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun, trong đó có rất nhiều lời chỉ trích pháp luân công. Báo cáo của New York Times nêu bật tầm ảnh hưởng to lớn của Shen Yun. Ông Hồ Bình, nhà bình luận chính trị kiêm biên tập viên danh dự của tờ Beijing Spring, tin rằng việc New York Times lặp lại những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không nghiên cứu là không thỏa đáng. Bà Helen Chen, một Hoa kiều đến từ khu phố Tàu và là nhân viên truyền thông cấp cao, đã nhập cư vào Hoa Kỳ hơn 40 năm. Bà cho biết, trong bất kỳ tổ chức hoặc nhóm nào, một số người có thể có quan điểm khác nhau, thậm chí phản đối vì những lý do đặc biệt của riêng họ. Đây là một hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, New York Times đã không lên án cuộc đàn áp của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngược lại còn tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun, những môn đã phát triển mạnh mẽ trong khó khăn, giúp mọi người quay trở về với chân, thiện, nhẫn. Hành động này chắc chắn là đang đứng về phía đảng Cộng sản Trung Quốc. Đoàn múa Shen Yun hiện có 8 đoàn nghệ thuật. Theo ông Lưu Ninh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tổng số diễn viên hiện tại và trước đây đã vượt quá 1.000 người. Trong 25 năm qua, New York Times thường không đưa tin về hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, nhưng lại khuếch đại những tuyên truyền giả tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đoàn múa Shen Yun, cố tình tạo ra những hậu quả tệ hại. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan đang giúp các nước Thái Bình Dương chống lại thông tin sai lệch bằng cách sử dụng kinh nghiệm chống lại suy luận bầu cử có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Douglas Yu Tien Su, đại diện của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Úc, đã thảo luận về những nỗ lực của Đài Loan nhằm hỗ trợ các thể chế dân chủ và tăng cường dân chủ ở khu vực Thái Bình Dương. Ông nói với một ủy ban chung tại phiên điều trần vào ngày 22 tháng 8, một điều mà Đài Loan đã học được trong những năm qua là trong suốt cuộc bầu cử của chúng tôi có rất nhiều hoạt động thông tin sai lệch. Vì vậy, việc giúp các quốc đảo nâng cao nhận thức về hoạt động thông tin sai lệch trong các chiến dịch chắc chắn là điều cần thiết. Trong nhiều thập niên, Đài Loan đã phải đối mặt với các chiến dịch thông tin sai lệch đáng kể từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi đảng này tìm cách phá hoại nền dân chủ của hòn đảo này. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất của Đài Loan, các báo cáo cho biết chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng đến các cuộc tấn công mạng và nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm các công cụ AI và các loại phần mềm độc hại mới để tác động đến quan điểm của người dân Đài Loan. Theo công ty an ninh mạng Fortinet của Hoa Kỳ, Đài Loan đã trải qua khoảng 15.000 mối đe dọa mạng mỗi giây trong nửa đầu năm 2023, khiến cho hòn đảo này trở thành địa điểm bị tấn công nhiều nhất ở không gian mạng châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, số lượng người thuộc giới tinh hoa của Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc dưới thời ông Kim Jong Un nhiều gấp đôi số người đào tẩu dưới thời cha ông, cựu lãnh tụ tối cao Kim Jong Il. Theo Bộ Thống nhất Seoul, số người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc năm ngoái là 196 người, gấp 3 lần năm trước, nhưng thấp hơn mức trước đại dịch. Nhiều người trong số họ được coi là những người đào tẩu tinh nhuệ, chẳng hạn như nhà ngoại giao, công nhân ở nước ngoài và viên chức quân đội. Tờ báo Hàn Quốc The Chosun Daily vào hôm thứ Năm đã trích dẫn dữ liệu của Bộ cho biết có tới 188 quan chức cấp cao của Triều Tiên đã được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc bảo vệ độc quyền Do họ được cho là có giá trị đối với an ninh quốc gia từ tháng 7 năm 1997 đến tháng trước, những người ưu tú được hãng tin phỏng vấn, những người từng trải qua sự cai trị của cả ba thành viên trong triều đại nhà Kim lưu ý rằng có rất nhiều sự phẫn nộ trong tầng lớp cầm quyền ở Bình Dưỡng đối với chế độ hiện tại, vốn được coi là không có tương lai. Vụ đào tẩu gây chú ý nhất xảy ra vào năm ngoái với vụ đào tẩu của Ji In-kyu, cựu cố vấn cấp cao tại đại sứ quán của nước này ở Cuba và gia đình của ông. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền do Sun Daily công bố vào hồi tháng 7, ông Ri đã chia sẻ về tương lai ảm đạm của hệ thống mà ông đã bỏ lại phía sau. Chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin trong biên giới của mình và đưa ra những hình phạt nghiêm khắc đối với những người bị bắt khi cố gắng rời khỏi đất nước, từ trại tù đến tử hình công khai. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 Giây Tinh Hoa đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp